Xin chào bạn, tôi Tú Phan đang dẫn bạn trên trang web là phan.tú.com. Thì video này tôi sẽ nói về một cái nốt làm cho đối tượng ta di chuyển vòng tròn bạn. Thì cái nốt này mà mở lên một cái môi trường 3D nè. Rồi thì bạn sẽ thấy đây trên màn hình nó sẽ có hai cái đối tượng, một là cái gì ta? Một đây tôi cho bạn xem thử cái kết quả cái đi. Đó. Thì chúng ta sẽ được là cái vòng tròn trắng nè, và được cái hình hộp màu đỏ. Nó sẽ xoay quanh vòng tròn vậy đó bạn. Giống như là cái sau này các bạn làm các trò game chơi thì nó giống như là nó quay quanh để nó bảo vệ vậy bạn. Thì nó rất là đơn giản thôi bạn, thêm có một nốt là làm được rồi. Rồi. Thì cái vòng tròn trắng thì nó gì rồi, còn cái màu đỏ là nó cho nó xoay quanh đúng không? Thì nè, cái tròn trắng thì nó chỉ có cái lệnh là move di chuyển về phía trước thôi chứ không gì. Còn cái màu đỏ là cái hộp nè thì nó sẽ có thêm cũng đúng một cái lệnh là circular move là bạn, nghĩa là di chuyển vòng tròn thôi chứ không gì. Trong cái phần movement nè. Cái đó hình như là cái nốt ở cuối cùng là circular move rồi bạn. Đó. Rồi thì cái này bạn chỉnh một chút xíu thôi. Một số cái tham số quan trọng nè, thứ nhất là cái bạn phải nhớ trong đầu là gì ta? Nó xoay quanh vòng tròn thì nó cần phải có được xoay quanh trong mặt phẳng nào, rồi tâm xoay, rồi bán kính xoay là bao nhiêu, và cái thời gian xoay hay là tốc độ xoay là như thế nào. Đó, 4-5 cái tham số quan trọng thôi. Thì thứ nhất bạn sẽ xác định cho tôi được là cái thời gian xoay một đúng một vòng đó là bạn. Thời gian xoay đúng một vòng, số càng nhỏ là xoay càng nhanh ha. Tiếp theo là cái bán kính xoay là 5 nè. Rồi cái tâm xoay, nghĩa là nó xoay tại đâu bạn. Thì mặc định đó là bạn phải chỉnh cái tâm xoay ở cái vị trí nào cũng được bạn. Nhưng mà do tôi đang để cái gì? Đang để cái khối hộp màu đỏ nè bạn. Cái hộp màu đỏ này nó đang là con của cái khối cầu. Con của khối cầu màu trắng nè bạn. Có nghĩa là cái khối cầu này nó di chuyển đi đâu thì tự động cái khối hộp màu đỏ này nó sẽ di chuyển theo. Và nó sẽ lấy cái màu trắng này làm tâm xoay luôn. Làm tâm xoay các bạn. Với điều kiện là bạn để tất cả tham số bằng không hết. X, Y, Z là bằng không hết. Thì nó sẽ xoay tại tâm hay trăng của cái khối cầu màu trắng luôn. Còn bạn muốn thay đổi như thế nào thì bạn tự chỉnh ha, rất là dễ. Rồi, thì cái này nó lấy cái giá trị tuyệt đối của cái hệ trục độ của nó là 0,0 bạn. Là chính là gì? Nếu mặc định ban đầu mà nếu bạn không cho cái hộp màu đỏ nè là con của cái màu trắng này, thì nó sẽ lấy cái hệ trục độ 0,0, nó chính là cái hệ trục độ của cái mặt phẳng này luôn. Hệ trục độ của cái thế giới luôn bạn, quốc á. Ngay trăng cái chỗ này luôn nè. Nó X, Y, Z bằng 0 hết. Nhưng mà do chúng ta đang để cái màu đỏ nè bạn, cái khối hộp màu đỏ nè, nó là con của khối cầu màu trắng này nên cái tâm 0,0 các bạn, X, Y, Z bằng 0 hết, nó chính là tâm tại vị trí tâm của khối cầu màu trắng này luôn. Đó. Rồi bạn hiểu ha. Nên cái chỗ này tôi đang xác định tâm xoay là chính là ngay trăng cái tâm của cái khối cầu màu trắng luôn. Rồi. Còn cái này là cái hướng thôi, cái hướng xoay á, bạn không muốn xoay từ xoay vòng tròn theo kim đồng hồ hay là ngược chiều kim đồng hồ thì bạn đánh dấu check vô đây. Rồi nó xoay gì thì theo mặt phẳng nè bạn. Thì tôi đang để mặt phẳng X, Z nè. Đó. Thì bạn muốn mặt phẳng nào đó thì tùy bạn, nó sẽ có ba mặt phẳng xoay. Nên là tôi đang để theo mặt phẳng XZ nè, mà là màu đỏ với màu xanh dương là nó xoay theo mặt phẳng này. Bạn muốn xoay theo mặt phẳng nào cũng được, nó sẽ có ba mặt phẳng để chúng ta chọn đó. Rồi còn này là cái vị trí bắt đầu xoay bạn, có nghĩa là khi bạn cho cái hộp màu đỏ nè bạn, cái hộp màu đỏ này nó sẽ xoay tại vị trí bắt đầu ở đâu thì tùy bạn thôi, bạn chỉnh nó đâu cũng được. Ví dụ như cái vòng tròn chúng ta nó sẽ có cái độ nó là 360 độ đúng không, thì bạn cho nó bắt đầu ở vị trí nào cũng được, tùy các bạn thôi, cái đó không quan trọng. Rồi sau đó tôi sẽ test thử nè. Đó, tôi sẽ xoay vì nãy vị trí bắt đầu của cái này là ban đầu nó nằm ở đây đúng không, đâu đó đây nè. Đó. Rồi còn bạn thấy nó xoay được xung quanh cái này, cái độ bán kính là bao nhiêu bằng bằng 5 hay gì đó, tại đây ta để bằng 5 nè. Đó, bạn muốn cho nó xoay rộng ra bạn chỉnh vô, tôi chỉnh cho bằng 8 ha, cho bạn thấy cái bán kính xoay nó rộng nè, thấy chưa, rộng hơn hồi nãy đó, cái vòng tròn xoay rất là rộng. Rồi dù tôi muốn chỉnh cho cái tốc độ bạn, tốc độ như là đây nè, tốc độ là 3 đúng không, cái thời gian á, ta cho thời gian càng giảm xuống như 1 đi thì nó tốc độ nó xoay đúng một vòng trong vòng thời gian là 1 giây thì nó sẽ rất là nhanh bạn, nhanh hơn hồi nãy nhiều lắm, hồi nãy là tới một vòng tới 3 giây lần, cái này một vòng 1 giây nè, bạn thấy chưa, như là xoay đúng một vòng trong thời gian có đúng 1 giây thôi thì nó rất là nhanh, hồi nãy tới 3 giây lần. Rồi đây là cái bán kính thời gian, còn đây là mặt phẳng, đây là cái vị trí tâm xoay, vị tâm xoay thì là đang xoay quanh cái tâm của hình tròn màu trắng luôn. Bạn muốn chỉnh cái nào đó thì bạn chỉnh sửa từ cái này, còn đây là cái hướng xoay. Rồi coi xoay ngược hướng này nè, thấy chưa, xoay ngược hướng lại. Còn đây là mặt phẳng xoay theo mặt phẳng XZ, bạn muốn xoay dọc thì nó là YZ hay gì đó, ZX chứ nó, bạn muốn chỉnh gì đó bạn chỉnh, ví dụ như ta cho thử mặt phẳng này nè, nó thấy chưa, đang xoay theo mặt phẳng dọc á. Rồi ta thử mặt phẳng này, thấy chưa, rất là dễ ha. Rồi còn đây là cái vị trí bắt đầu xoay thôi, vị trí bắt đầu hiện tại đang ở đây, ta cho nó chậm lên đi bạn, bạn tăng thời gian lên tự động nó sẽ chậm, nó cho 4 giây ha. Rồi nếu một vòng nó sẽ xoay đúng thời gian 4 giây,
hồi nãy chỉ có một giây thôi. Rồi vị trí bắt đầu nó đâu thì tùy các bạn, nãy nó bắt đầu đang ở đây là một cái vị trí thôi, này là định cái vị trí bắt đầu xoay á, vị trí bắt đầu của cái màu đỏ này nằm ở đâu nè, thấy chưa? Rồi vị trí thì vòng tròn ta từ 0 tới 360 độ, bạn muốn cho vị trí nào cũng được. Rồi dễ bạn ha. Cái này thì ứng dụng trong việc mà đôi lúc bạn làm cái vòng bảo vệ cho một cái đối tượng ta, nhân vật chính chúng ta, ví dụ như nó ăn một cái đối tượng nào đó thì nó sẽ xuất hiện cái vòng tròn này xoay quanh bảo vệ. Thường cái trò chơi tôi thường thấy làm cái vụ trò chơi mà chiếc máy bay bay bạn bay rồi ăn cái một cái đối tượng nào đó, ăn một cái là cái khiên bảo vệ nào đó thì nó sẽ có được cái đối tượng xoay xung quanh để bảo vệ chúng ta khỏi cái đạn của kẻ thù bắn trúng nó vậy đó. Nó sẽ xoay nhưng mà có thời hạn bạn, xoay trong khoảng thời gian ví dụ như là 5 giây gì đó thì nó sẽ biến mất. Thì cái đó bạn sẽ thêm một cái nốt delay hay gì đó, hay một thêm một cái nốt delay mui đó bạn. Ví dụ như bạn sẽ thêm một cái nốt là gì ta, và thêm cái nốt delay đi ha. Ví dụ như nó sẽ quản cái thời gian lại trong thời gian khoảng 10 giây gì đó, ví dụ vậy 10 giây thì nó sẽ remove cái này. Tôi lấy ví dụ ha. Nhưng mà thường ta sẽ, nếu mà làm thực tế thì bạn sẽ thêm cái tự chọn là if collect đó, nghĩa là nếu va chạm gì đó thì nó mới mất. Mà này tôi làm ví dụ cho bạn hiểu thôi. Rồi thì cái này nó sẽ quay trong vòng 10 giây thì nó sẽ mới biến mất tiêu. Giống như chúng ta ăn một cái khiên bảo vệ á, bảo vệ chiếc máy bay chúng ta đó, bảo vệ tránh cái những cái viên đạn của kẻ thù, thì thấy chưa, trong thời gian 10 giây thì nó sẽ mất đi cái tính năng này đó. Đây là một cái gợi ý thôi. Ok, dễ ha. Rồi tôi kết thúc video này đi. Chứ quan trọng hướng dẫn các bạn hiểu được cái tính cái nốt này, circular mode. Thực ra cái nốt này nó cũng như cái nốt quay thôi bạn, làm cho đối tượng ta di chuyển trái phải rồi trái phải, lặp lại qua trái phải gì đó bạn. Cái nốt quay nè, qua trái rồi lại tới qua phải, qua trái rồi tới qua phải như vậy đó. Còn cái nốt circle này là nó sẽ xây, đối tượng ta sẽ xây vòng tròn gì, nó sẽ xây vòng tròn liên tục vậy. Rồi ok ha. Tôi kết thúc video này đi. Tôi Tú Phan đã nhận bạn trên trang web là fan youtube.com. Hẹn gặp lại các bạn.